Tới tới sớm chút thì sao? Anh khai trang giờ còn có chạy hả anh ơi? Rồi bánh cam đấy hả? Dạ. Mà bánh tiêu chuối chiên rồi hết rồi. Rồi bánh cam, trời ơi bánh cam mới bán xong tức thì. Đó em thấy trời, món này em mê lắm, em vô em comment liền. Không? Món này em mê lắm nè. Trời ơi. Anh bán được tới 100 mấy chục triệu bánh cam đúng không? Đúng. 120. 120, ừ em có coi đó mà. Đúng món em thích luôn á. Là em coi cái đó xong là hôm nay em phải dí theo cái anh bánh cam này em mua nè. À vậy hả? Chết em luôn á. Chứ không phải em mở tiệm bán bánh cam á. Tưởng ba thấy mình bán bánh cam giỏi quá, xong rồi ba mở tiệm xong ba kêu qua tôi bán cho bả như chết tôi luôn. Làm hôm dịch em ở nhà em cũng nhúng đường một lần rồi mà nó đen thui rồi. Cái đường này khó lắm. Đâu có dễ đâu, thắng thắng cái đường mà nó trong ngon. Trong mà nó vàng vậy khó lắm. Xíu có quá lửa xíu là nó đen. Ủa mà em này em đóng vai gì? Em đóng vai bà Dung. Bà Dung là bà ác hay bà hiền? Dạ bà hài. Bà hai hả? Còn anh đóng bà gì? Ờ anh mà đóng bà đó. À quên, anh đóng ông gì? Anh đóng ông Lý. Ông Lý là đối thủ của nhà hàng gà đốt. Là gà cháy. Gà cháy. Hồi xưa là bạn đồng môn học chung với anh ông Duy. Là ba của Nam Chính á. Ông Duy là anh Đào Anh Tuấn đóng. Vậy hả? Ôi thấy câu chuyện hay quá vậy ta. Nhưng mà ông Duy thì ông chết sớm rồi. Hả? Câu chuyện dễ thương ha. Dạ. À, kính chào quý khán giả. Tôi không biết giờ tôi làm nghề gì nữa thiệt luôn á. Anh bị ép đóng hả hay sao? Thì đại khái vậy. Nói tóm lại là cái tại vì cái nước là cái phim này là cái phim Công Thức Hạnh Phúc, là nó mà nó có cái câu chuyện là liên quan tới gà đốt niêu, cho nên là mình thôi thì mình cũng ráng phụ em Út. Ờ giống như Khương Dừa vậy thôi, hai anh em hả, em Út nó sai gì làm đó, đâu có được đồng bạc nào đâu. Nhưng mà phim này anh đóng phản diện đó nha. Đóng phản diện hả? Ừ, đóng tuyến mặc bộ đồ này lên sẵn để quay luôn. Tuyến phản diện. Anh đâu biết đâu. Dạ đúng rồi. Đúng luôn á. Ông Lý là ổng sẽ cài cắm con gái ổng vô trong nhà hàng gà đốt á để dạ. À làm kim chi hả? À, dạ câu chuyện này rất hấp dẫn nhưng mà biên kịch với lại giám đốc sản xuất không có cho tiết lộ. Mình cũng Bíp, Công Thức Hạnh Phúc chỉ biết là vậy thôi, nhưng mà nó có liên quan đến một cái bối cảnh của nhà hàng gà đốt niêu đó. Mà gà đốt niêu thì là bà con biết rồi, là cũng một cái đứa con tinh thần của Colorman với các bạn trẻ. Thì này gà đốt sẽ đụng độ với gà cháy, tự nhiên giờ mình đốt xong giờ mình qua mình cháy là sao? Tự nhiên mình đóng đối thủ. Tự nhiên người ta qua là trong bối cảnh là chicken fry gà đốt niêu cũng đang nhận quyền. Bữa giờ là có nhiều người đang muốn nhận quyền. Sắp tới là cửa hàng đầu tiên ở Maryland Quy Nhơn, rất là lớn luôn. Và chị Hoài An cũng là cũng như có trong vàng đại sứ gì đó. Cầm bánh cam bây giờ. Gương mặt đại diện. Dạ gương mặt đại diện nha, nếu mà chuỗi cửa hàng này mà nó lên hương cái là anh em mình có tìm người kiếm chút cổ phần ha. Ừ. Có xíu gà có dao lên đây luôn á anh. Có không? Dạ có. Nay em đặt một combo lên đây. Vậy hả? Em đặt ba mọi người hay là sao? Hay là, em hay là nó tài trợ. Anh với trời ơi, thì ra là có đặt gà xong cái mua bánh cam lên cho tụi em ăn cho nó. Ừ. Rồi cam rồi bánh rồi nhiêu đây nè, gà nhiêu. Rồi trai không? Đẹp, trai đẹp chính là ai? Mới tin lại cho nó đẹp. Ok em đó. Banda phục trang. Cái đầu tiên là anh mặc đồ gì? Dạ đồ này luôn. Anh có áo vest luôn đó. Dạ, mang vali anh xuống chưa? Em có anh hỏi anh đổ của đồ gì nào luôn anh đòi mặc vest. Dạ chưa cần hả? Dạ tại vì cảnh này anh nó mặc sơ mi về được rồi. Anh mặc sơ mi về thôi. Dạ. Có cần đeo kiếng đen không? Mặc lên đúng luôn á. Lấy cái vỏ quanh luôn, lấy cái vỏ. Đeo cho cái da anh dễ thương bớt ác lại đi. Phân đoạn đầu tiên mình sẽ diễn nét cà chớn nha. Rồi. Cà khịa phải không? Cà khịa. Lông tùm lum. Ờ đúng này lông cho nó mọc tùm lum tá lả. Dạ rồi. Bởi vì tôi ghét, tôi không mới thích đi qua đóng phim mà vậy, qua nó bậy nó bạ, mình cái tính mình là nghiêm túc. Mày qua cái gặp mấy người này hài, họ thích nó bậy thiệt. Em gặp anh mới nói bậy gì có. Sáng giờ nó bình thường. Đang quay hả? Rồi, im lặng, không được giỡn. Tôi tiến trực tiếp á, tôi tiến trực tiếp có cực. Rồi, cho anh lên lầu, anh mới gấp một chút.
Vậy hả? Vậy sao sao? Thôi vô cho coi diễn viên trai đẹp coi. Dạ. Mấy trai đẹp đâu, trai đẹp đâu. Ủa sao hôm nay đen hết trơn vậy đã? Trời ơi, nhà có wow, tiền mà. Wow, wow. Nhà có tiền nên trên tông đen hết. Ủa đẹp trai quá mà ơi. Vậy là chị nè, chị dùng điện thoại. Vô đây, vô đây. Là em về là hướng bên này rồi, hướng bên này. Hướng đó, chờ qua bên này. Ủa làm cái gì? Đó. Ủa nhưng mà em vào từ hướng này mà đúng không? Đúng rồi, đúng rồi, là, ý là vẫn thấy mà đổi chiều thôi. Ủa, đó. Diễn viên toàn diễn viên đẹp trai. Chịu nổi. Ủa sao Tường Vi là đóng Bảo Châu á hả? Dạ. Trong qua cái. À Bảo Châu là mốt là yêu mà xưng chị luôn lắm nha trời. Rồi. Rồi thôi mình ra đi để cho người ta làm việc đi ha. Được lướt lướt qua rồi. Quay. Ủa là ai trên lầu nữa vậy? Áo đen lạ vậy? Nhìn tiền. Các bạn đi xuống là trợ lý, đúng vậy, trợ lý của anh. À, trợ lý của anh. Được được nha, nha, trợ lý đẹp nha. Ok. Ồ, thưa tự nhiên bữa nay toàn đồ đen không? Chào trợ lý. Chào sếp. Anh đang này, anh nói ngồi ngoài đây đi cho để dễ quay. Rồi quay đi. Quay đi mấy bạn ơi. Ôi đừng ngồi đây nắng. Ủa sao đâu. Được. Không đừng ngồi thế nó xấu lắm. Kìa, nè anh ngồi cho đây đi, bo nó để đổ đó luôn đó. Ủa vậy hả? Đây đây, đây 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 đi, cho nó mát. Vi đặt ly nước, Vi ngồi xuống. Bo nó để đổ đó. Đó, ừ. Để nó mát. Đúng rồi, mở bằng cái đó đó. Tự nhiên hôm nay vô gặp mặc đồ đen hết trơn luôn. Mà anh cũng đâu có biết đâu. Anh mặc đồ đen đại luôn đâu biết. Không ai nói. Dặn rồi em qua, dặn rồi. Không ai dặn anh mặc đồ đen hết, anh mặc đại. Thì kìa chứ. Hay không? Hôm qua anh nhắn trên lúc dặn đồ phục trang. Ra ngoài ngồi nói chuyện chút. Lát là vô trợ lý anh. Trợ lý anh. Có người thì hai người kìa. Có ai thì hai người kìa. Nhưng mà em tên gì? Tên Linh. Em tên Linh hả? Linh gì Linh? Dương Bội Linh. Tên thật á? Dương Bội Linh. Dương Bội Linh hả? Là diễn viên luôn hả? Diễn viên chưa? Đóng nhiều phim chưa? Đóng nhiều phim chưa? Chưa, đóng MV thôi. Đóng MV. MV cho Tân Trệ không? À. MV của Tân Trệ. Em có tham gia số show MC Dương. Dạ có. Dương Bội Linh. Là. Phim này là đầu tiên. Phim này là đầu tiên. Nhưng mà bạn này đóng anh cái đoạn nào, vô đoạn nào? Mẹ em kêu anh đi căn da mặt. Tất cả những đoạn nào mà có anh là có mấy này. Đó, chắc hài lắm nha, nhìn mặt vậy chứ hài. Đó, hôm bữa cát bà tưng lắm nên đóng vợ lý mà. Ê, cho đi làm khách mời Jenny được không? Em tham gia chắc được mà. The Jenny. Không không nghĩ cái The Jenny mà có quay cái phần gì mà ấy đi theo làm trợ lý của chú cũng vui á. Chờ hết. 15 ngày đi 6 tỉnh. Có gì thông tin sao mình ra ngoài ngồi đi. Nói chuyện nó bị nó la mình đó. Tiếng Hoa giỏi lắm.
Ồ, tiếng Hoa giỏi hả? Ồ, anh tiếng Hàn nè, anh giỏi tiếng Hàn nè. Xin chào. Thôi em đã nhìn thấy hai tụi nó rồi, em không vô em diễn cái nhìn nó đâu, chạy vô cái nói liền luôn. Ờ vậy hả? Ờ còn là em vô nhìn fanpage của em là trong đấy ăn đó. Ờ vậy hả? Ồ good good good. Anh không biết. Nãy mới hỏi mấy bạn mới biết là em cũng tham gia trong cái điện vụ network đúng không? Mà nói TikTok em là TikTok là follow đông lắm à. Chỉ anh làm TikTok thôi. Đầu tiên là bảo đảm là lên vô giật đồ ăn. Giật. Em đang giới thiệu cái set cái combo được khuyến mãi lễ nè anh. Vậy hả? Của bên Chicken Fire Đốt Niêu á. Đây là gỏi là nửa con là nè. Con tâm huyết dễ sợ luôn. Đây là gà đốt nửa con. Rồi rồi. Dạ. Còn gà cháy của anh đâu? Gà cháy dưa thì gà cháy sau đi. Tại mình là chủ tiệm gà cháy, là đối thủ của tiệm gà đốt. Còn đây là chân gà sắp xài nửa ký. Đó, rồi một cái lẩu nửa con gà luôn. Gà Linh ơi, Linh. Đó. Rồi thêm xôi nè. Dưa chua nè với rau muống, cà chua nè. Rồi. Nguyên combo này giá gốc là 899. Giờ sale còn 629 thôi. Nhưng mà cái này có ăn được không? Ăn ngon. Ăn mà ăn không được rồi. Chicken Fire nha bà con. Đây, đây là đại sứ thương hiệu, còn mình là này người ta có lãnh tiền, còn mình là không có tiền. Đó. Mà bắt mà còn quá hả? Sếp ăn gì chưa? À, chưa, thấy chị Hoài An vô phá chơi vậy thôi. Này, gà đốt đây là cái món là gà đốt mà theo kiểu Campuchia người Khmer đó. Đó, nó bỏ trong, họ bỏ trong cái niêu. Đó, nhưng mà trong đây thì mình bỏ trong cái giấy bạc để giao đi. 1800 1800 1800 800 1800 888 889. Đó. Mọi người có đặt hàng cứ nói tên Coleman nha. Còn họ giảm như không biết. Còn nói tên Hoài An là được giảm. Nói tên Hoài An là đang có chương trình ưu đãi này nè. Ừ, rồi. Có rau muống. Cái này ngon lắm em ơi. Này chân gà sốt xoài nè, cái món này là món nhậu là nhậu với ăn vặt là thượng đỉnh luôn. Đó, rất là ngon. Mê chân gà này với chân gà tàu xì. Ăn lần có thể hết một bịch gì luôn đó mọi người. Bạn ăn khủng khiếp luôn á. Nhưng mà ăn vẫn đẹp nha, ăn gà vẫn đẹp nha mọi người. Ừ, đâu có mập đâu. Trời còn dùng từ đó nữa. Tao né muốn chết luôn. Rồi, bây giờ em chuẩn bị. Trợ lý của đây trời, anh Hân Hành giới thiệu với em, đây là trợ lý của anh. Đẹp quá. À. À, nhưng không trợ lý trong phim chứ ngoài đời không. Trợ lý anh ngoài đời anh xấu lắm nha. Ok. Trợ lý trong phim hả? Ông Lý có trợ lý nữa hả? Hả? Ông Lý không có trợ lý nữa. Có trợ lý là mà có trợ lý. Đó, trợ lý mà mình nghe nói gì nó kêu anh đi căng da mặt luôn luôn. Da mặt tôi đẹp sẵn rồi nha, kiếm căng da đầu hay căng gì. Ăn gà nó cũng căng lên đó. Thôi chuyển đi em. Yeah. Căng da bụng. Ăn gà thì căng da bụng, là bụng bự hết da nó căng ra. Trời trời nóng rồi còn mặc mấy cái bộ đồ đen này nữa, anh còn đòi khoác vest nữa. Không, nữa. Anh không hề biết luôn. Không hề biết làm này mà đồ đen. À, vậy hả? Cái cảnh này là mình đi đám tang. Chúng ta đi đám ma của ông Duy á. Ông chủ tiệm gà đúng không? Dạ. Còn bạn đẹp trai này là con trai đúng không? Con trai. Phim này không được gì hết, được toàn trai xinh gái đẹp không à. Trong đó có tôi. Cái vàng mà lớn là em anh đẹp nhất. Sure. Đúng ra là anh với em phải có một cái gì anh giữa anh với em nè. Nhân tình nhân ngãi gì đó đúng không? Hay là chủ đầu tư. Ừ. Này, tự nhiên em có hai hoặc là đây đâu? Là nhân tình của ông chủ tiệm gà cháy được gài vô trong tiệm gà đốt. Gài quá trời gài. Gài quá trời gài luôn á. Vô muốn thâu tóm tiệm gà đốt nên Chicken Fire. Ủa mà chồng chị đâu em? Có gì vậy? Trong phim này em không có chồng anh ơi. Tự nhiên có hai đứa con ăn không? Gà đốt tự nhiên chuyển qua gà cháy thì có biên kịch nó nghĩ ra cái hay thiệt chứ. Phim này xong để gà. Đẹp lắm nha, con chị Hoàng nó nghiệt ngã. Tôi không chịu cạo râu. Bữa làm tóc bạc em luôn. Trời ơi, bữa chụp poster mà hả? Đính y chang như hai vợ chồng với con. Trời dễ sợ hai đứa. Dạ cảm ơn ạ. Mà hai anh em luôn hả? Dạ. Không liên quan gì luôn. Con là người yêu của con gái là trong phim hả? Phim. À, trời hết rồi, tự nhiên nó chỉ mình tưởng là mình còn người yêu của con gái của chú cái từ chưa gì hết chứ. Hết hồn hết vía luôn. Nhỏ lắm, còn nhỏ. Mới cái 11 tuổi rồi con.
hơi sai, hơi sai. Nó mở ngoặc đó. Ủa hai đứa nó này nó đẹp mà nhìn nó sáng sủa sạch sẽ chứ sợ. Mà nó có bệnh anh này, nó có bệnh đổ mồ hôi á anh. Ừ. Nó công ty cấp thoát nước á. Là sao? Trời luôn. Con kể đi, con kể đi. Giống như bị phong thấp à. Vậy hả? Dạ đúng. Quay cái đầu nó cần nó nóng một tí là bắt đầu mồ hôi. Đẹp nhìn nước. Nhưng mà vẫn chưa sáng bằng sếp. Để vô so nha, vô so. Trợ lý này tôi thấy nếu mà ngoài đời anh có người trợ lý vậy đây, trợ lý này nói là vẫn chưa sáng bằng sếp. Đó đứng giữa nè, chụp tấm hình nha đẹp đẹp thôi. Đó, dạng gì? Trợ lý đâu? Vô đây đứng luôn trợ lý. Đó, để coi ai sáng hơn ai ha. Rồi bước lên chân lên coi. Đó đẹp trai rồi, ok. Trợ lý của anh Điền là phải đúng rồi đó. Trời ơi. Bùng nút ra luôn sếp. Vô luôn, vô luôn, vô luôn. Rồi quẹo vô luôn. Tông đen luôn. Tường Vi càng ngày càng đẹp, phải nói vậy luôn. Ủa mặc đồ đen mặt mình phải buồn chứ ta? Buồn. Đi đám ma mà vui ghê. Đây là một đoạn đi đám ma hôm nay anh. Nhưng mà em nghe nói là Bao chuẩn bị cho anh một bộ tóc giả là ghê gớm lắm luôn á. Không. Ủa đi nguyên vậy đi vô nhân vật mới đẹp. Không, cái vai là một người đàn ông tóc dài đến vai. Mẹ ơi. Hết rồi. Thiệt. Nóng lắm. Xong tóc dài đến vai. Xong dài đến thắt lưng luôn đi. Kiểu lãng tử. Chính là bộ tóc này luôn ạ. Đó. Không dài hơn. Dài không thử đi, thử tạo hình coi. Bến là bản thân, đeo chân cơm. Nhưng mà em nói chung đội tóc giả là nóng lắm á nha. Kinh nghiệm đội tóc giả nguyên phim Bánh Miệng Màu 2 nè. Không, này tóc thiệt, em cắt. Nhưng mà Vi làm gì làm phải sắp xếp đi chuyến đi nhớ đời nha. Một chuyến, chuyến khách mời nha. Đi đâu anh, đi đâu? Đi nhớ đời, em biết, anh không biết, Phi nó trao đổi. Dạ. Đi làm ra gì đó, ra thử thách rồi chấm điểm thôi. Anh đừng có giết em. Anh biết thì sắp xếp là bộ Phi nó nói chọn trong 6 người là chọn Tường Vi đó mà. Em chạy sống thấy bà em, anh rủ Tường Vi đi. Anh rủ Tường Vi đi hả? Đây là không một... ra một chặng thôi. Chặng đi mấy ngày chứ. Ba ngày. Phải biết được. Đi đi cái chặng đầu tiên đi, cái chặng Phan Thiết á, ở Santara đẹp lắm. Tháng 5 hả? Tháng 5 hả? Ừ. Cái hội gà đốt mình đi chơi đi. Trốn đi chặn thôi. Không, nếu vậy thì rủ luôn hai bạn nam luôn. Ừ. Nghĩa là phim đúng off 3 ngày luôn. Mẹ chưa làm tới đâu. Chắc chắn là mọi người đang coi và mọi người đang rất là thắc mắc tại sao mọi người đều mặc đồ đen thui. Thì đây là một cái cảnh rất là gọi là cảnh sao chị bi kịch ở trong phim. Ma thật, không thật ra là cái sao đám ma rồi. Đây là cái đội hình nhân viên của tiệm gà cháy. Gà cháy nó đen. Đốt cũng đen đen luôn. Nóng quá, nóng thiệt sự luôn, nóng. Rồi đây. Đây bên đây bên đây. À. Vui quá. Mở là anh thế nào này, cảm ơn con đã cho chú thắp nhang, thắp cho ba con nén nhang. Ừ. Dù hai bên là đối thủ nhưng ngày xưa chú với ba con cũng là đồng môn. Ừ, chắc con không nhớ chú hả? Chắc con không nhớ chú hả? Rồi thằng này nó ngớ ra nè, nó chưa nhớ. Cái thằng thiệt tình, chú Lý và cháy nhớ chưa? Chú Lý và cháy nhớ chưa? Rồi bắt đầu nó nhớ. Nhớ bắt đầu cà khịa nè. Vậy là giờ nó thừa kế rồi, ông đã dành cả đời gây dựng, giờ để vô tay con chắc cũng khó mà tồn tại được ha. Dưới đó chắc ông khóc dữ lắm. Kha nó mới tức lên. Là anh tới đây luôn hả? Anh tới đâu? Anh tới đây hết rồi. Tới đây từ từ, còn một câu nữa, lát nữa em à, ông đến giếng thì được rồi, lộn xộn là có chừng tôi thì là bà Châu, bà Dung với lại Châu sẽ chạy vô. Ngày mấy phát sóng này vậy? Ngày 9. Ngày 9 hả? Rồi. Bà Dung cái gì vậy Kha, là cản lại nè. Xong bắt đầu anh mới nói thôi coi bộ nóng tính quá. Nhà hàng này chắc không ổn thiệt rồi. Ủa có Khương Dừa đóng không? Không có Khương Dừa hả? Cái này Khương là đóng trợ lý anh đó mà Khương. À Khương bận à. Rồi cái xong thôi chú về. Nóng quá thôi tôi về. Rồi xong nhưng mà anh mà lúc này anh mới quay qua anh kêu mấy cái đứa mà nhân viên á, nó đang đứng đó. À sẵn có cậu chủ đây nè, tụi con thông báo luôn đi. Chú sắp xếp hết rồi. Mai qua là có việc làm liền, tức là anh đã mua chuộc tụi nó trước đó rồi. Hôm nay tới nói vậy đó, rồi xong rồi lương cao. Ha. Rồi xong ok. Rồi. Là nói chung với lại tất cả nhân viên nhưng sẽ có riêng một thằng đó là bếp phó. À. Thì anh sẽ kêu cái thằng đó đi luôn. Ừ. Nè. Mày cậu nay theo tôi đi luôn, theo tôi luôn đi qua bển coi bếp. Qua bển coi bếp làm quen luôn đi, bếp phó của tôi mà. Ừ. Thì lúc đó tụi này nó mới chưng hửng là cái thằng bếp phó hôm nay mua đi theo anh luôn qua bển. Khúc này sao mi sao lát nữa này ra ngoài mi. Là hôm nay anh hai phân đoạn đúng không? Vâng. Dạ, này một phải không? Dạ. Dạ. Em vẫn cứ kè kè đi theo. Đúng rồi, cái em sẽ em vẫn kè đi.
em sẽ đi ở trong cái phần này á, là em mình chưa có thoại, lát nữa ra đây nè, lát ra ngoài đây bắt đầu mới hối ổng. Mới hối ổng là lẹ đi sếp ơi, em bút cái spa cho anh đi căng da mặt rồi, đó là lát nữa phút sau ra ngoài ha. Còn phút đầu ở trong kia thì chưa. Rồi, ok. Không. Nóng hả? Trời vậy mà còn mặc đồ đen nên tôi không biết liệt tình luôn. Rồi, ok. Quý bà con cô bác đón xem công thức hạnh phúc được phát sóng vào 20 giờ. Chính xác là 19 giờ 55 trên HTV7 hàng tuần từ thứ hai đến thứ năm, bắt đầu từ ngày 9 tháng 5. Nối tiếp cái bộ Suya và Suya. Suya hay Suya. Suya hay Suya. 9 tháng 5 nha bà con cô bác thân mến. Dạ. Yeah. Rất là vui. Căng da mặt. Nhỏ này mở miệng ra là mình mắc cười, chưa nói gì chứ. Đây mặt là căng rồi, thấy căng chưa? Mày còn căng cái gì nữa không? Căng da đầu. Đi luôn. Ừ, hay là căng da bụng. Lúc này bụng nó hơi xuống bụng chút xíu cho nên da nó hơi trùng nè.